Kim, Tân Bình. Sự kiện từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 26 tháng 7 năm 2007. Mừng dịp khai trương, các tập đoàn điện tử, các nhà xuất nhập khẩu, nhà sản xuất, các đối tác thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn dành cho khách hàng Nguyễn Kim. Khai trương giảm giá 30% toàn bộ hàng gia dụng nhà bếp như lò vi ba, máy hút bụi, nồi cơm điện, xay sinh tố, bếp ga, hút khói. Ưu đãi bất ngờ nhiều sản phẩm, tivi, tủ lạnh, máy giặt. Giá ưu đãi các sản phẩm số như camera, máy ảnh kỹ thuật số, laptop, điện thoại di động và nhiều sản phẩm khác. Danh mục hàng hóa được niêm yết hàng ngày trên báo và tại Nguyễn Kim. Khuyến mãi giảm giá cả hai trung tâm, Nguyễn Kim quận 1, 6365 đường Trần Hưng Đạo quận 1, điện thoại số 8211211. Nguyễn Kim Tân Bình, 79B, đường Lý Thường Kiệt Tân Bình, điện thoại 866-9999. Hân hạnh được đón tiếp và phục vụ quý khách. Tìm người thân, con tên Nguyễn Thị Mỹ Phượng, sinh năm 1971, hiện định cư tại Mỹ. Tìm mẹ tên Nguyễn Thị Lan, quê quán Bình Chánh, Long An. Lúc con 21 ngày tuổi, mẹ đem con cho 4 chị em bán quán cơm Tầm Dương ở Hố Nai, Biên Hòa. Hiện nay mẹ đang ở đâu? Hãy liên lạc với con qua số điện thoại 0650-768-273, gặp Huê. Rất mong tin của mẹ. Nhắn tin mẹ tên Lê Thị Loan, ngụ tại số 445 đường Trương Công Định, Vũng Tàu. Tìm con tên Nguyễn Lê Khánh Phượng, 16 tuổi. Bố bệnh nặng, con nhận được tin này về nhà gấp. Bố mẹ rất mong được gặp con. Nếu ai biết thông tin Phượng ở đâu, xin vui lòng liên lạc số điện thoại 064-858-627, 091-394-8076. Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ. Cảm tạ. Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn Ban tổ chức Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Quận ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 4, cấp ủy và chính quyền phường 13 quận 4, huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Núi Thành, Quảng Nam, Hội đồng Hương xã Tam Hải, Tam Quan, Quảng Nam, Ban giám đốc cùng các khoa phòng ban thuộc Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện quận 4. Cảm ơn tấm lòng của các tập thể cá nhân đã thay mặt cho các cơ quan đơn vị và gia đình bạn bè, anh em, họ hàng các gia đình thông gia, bà con, cô bác đã đến chia buồn và gửi điện hoa, phúng viếng, dự lễ truy điệu và tiễn đưa. Ông Nguyễn Hải, sinh năm 1925, từ trần vào ngày 17 tháng 7 năm 2007, hưởng thọ 84 tuổi. Trong quá trình tổ chức lễ tang, chắc chắn không tránh khỏi những điều sơ suất. Gia đình rất mong quý vị và thân bằng quý thuộc lượng thứ. Bà Phạm Thị Loan cùng các con đồng cảm tạ. Tìm người thân, tôi tên Nguyễn Thị Bột. Tìm chị tên Lâm Thị Tư, vợ anh Đoàn Văn Nhẫn, tên thường gọi Năm Ngon, và cháu Lâm Thị Hồng. Chị và cháu hiện đang ở đâu? Nhận được tin này xin liên lạc số điện thoại 826-2428 hoặc địa chỉ số 57 đường Tôn Thất Thuyết, phường 3, quận 4. Rất mong tin chị. Tin buồn. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội cựu chiến binh phường Tân Phú, quận 9 và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin ông Phạm Anh Lư, sinh năm 1942, nguyên quán xã Tiền Phong, Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, nguyên phó trưởng ban quản trang thành phố, Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã nghỉ hưu, được khen thưởng huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất, huân chương chiến sĩ giải phóng hạng nhất, thương binh hạng 4/4, đã từ trần hồi 6:15 ngày 24 tháng 7 năm 2007, nhằm ngày 11 tháng 6 năm Đinh Hợi, hưởng thọ 66 tuổi. Linh cữu hoàng tại nhà riêng số 205 đường Hoàng Hữu Nam, phường Tân Phú, quận 9. Lễ nhập quan lúc 18 giờ ngày 24 tháng 7 năm 2007, lễ động quan lúc 8 giờ ngày 27 tháng 7 năm 2007, an táng tại nghĩa trang Thành phố Hồ Chí Minh. Vợ và các con đồng kính báo. Tin buồn, gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin
Linh mục Diêu Xe Phạm Hữu Ngọc, sinh năm 1943 tại Hải Hưng, đã từ trần lúc 16 giờ ngày 24 tháng 7 năm 2007, hưởng thọ 64 tuổi. Lễ an táng sẽ cử hành tại Thánh đường Giáo xứ Kim Phụng, Giáo phận Cần Thơ lúc 9 giờ ngày 27 tháng 7 năm 2007. Gia đình chúng tôi kính báo.